Nhà vườn Trang Yến xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2023. Hôm nay em đi nhập hàng thì tiện đây em sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem các cái cây hồng xiêm khổng lồ nhá. Các cái cây hồng xiêm khổng lồ này của em là cây ghép. Cây ghép mà đã được rất là lâu năm rồi. Thì là nó đã đeo được quả như này rồi nhá. Đó, để cho mọi người em quay để cô chú anh chị mình xem này. Thì để cô chú anh chị mình biết là cây hồng xiêm khổng lồ nó đã ra quả và đậu quả thành công, đậu trái thành công tại ở Việt Nam mình. Nên là cô chú anh chị mình cứ yên tâm trồng nhá. Đó là một cây giống kinh tế lâu dài. Nó là cái giá trị của nó suốt từ năm 2018, 2017, 2018 đến những năm nay mà giá thành của một cây giống vẫn không thay đổi. Nó vẫn rơi vào 700 đến 1 triệu một cây giống là cây hạt. Còn cây ghép thì nó giá trị của nó sẽ đắt hơn. Nó sẽ rơi vào tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một cây ghép. Nên là cô chú anh chị mình đầu tư cho tương lai, đầu tư cho khu vườn của mình. Mình có thể trồng 1-2 cây hồng xiêm khổng lồ như này mà trong khu vườn của mình thì cực kỳ là quá là tuyệt vời luôn nhé mọi người nhé. Quá là tuyệt vời luôn. Ở đây là em có các cái cây to như vậy này. Em có các cái cây to đang có quả. Cây có quả thì chỉ đang có cây này thì là gần như là đã xuất gần như là hết rồi chứ cũng không còn nhiều nữa. Mà các cái cây to của em rất là nhiều chứ không phải là ít nhé mọi người. Cây to rất là nhiều và các cái cây ghép đây. Cây ghép toàn bộ là các cái cây ghép từ các cây bố cây mẹ đã có quả. Đã có quả đây, các cái cây như vậy. Đó. Các cái cây ghép như vậy này. Các cái cây ghép như vậy là nhà em đang xuất là 2 triệu rưỡi một cây. Các cái cây này thì mình về mình có thể trồng. Em cam kết nhá, cam kết nó sẽ rơi vào 12 đến 20 tháng là bắt đầu cái cây này đã có thể cho đậu quả được rồi nhá mọi người. Còn về tất nhiên là nó sẽ vẫn ra hoa bình thường nhưng mà cái thời gian mà đậu quả thì sẽ chưa đậu được đâu, bởi quả của nó rất là to, nó rơi vào mấy cân một quả cơ. Mà mình để nó to quá thì sẽ không có ok nhá. Nó sẽ to quá sẽ không có ok. Ở đây em có các cái cây nho thân gỗ 12 bộ như vậy nha mọi người. Đó, các cái cây nho thân gỗ 12 bộ như vậy này. Quả đang rất là sai. Đó, quả đang rất là sai như thế này. Các cái cây như vậy này, cô chú anh chị mình ai có nhu cầu lấy thì mình có thể nhắn tin gọi điện cho em sẽ quay video chụp ảnh trực tiếp gửi qua Zalo để mình xem nhé. Hoặc là mình có thể chọn các cái cây em quay qua như này này. Em quay như này, hôm nay đang rất là mưa nhưng em sẽ cố tranh thủ để quay cho cô chú anh chị mình. Đó, các cái cây to như này thì em đang bán xuất đi là 2 triệu 8 nha mọi người. 2 triệu 8 một cây. Thì cô chú anh chị mình ai có nhu cầu lấy thì nhắn tin gọi điện cho em. Đó là cây nho 12 vụ nhá. Nho thân gỗ 12 vụ. Ở đây em có một lô Chico. Đây, Chico này. Chico đua ngọn rất là khỏe. Có cây này đang đua ngọn rất là khỏe này. Chico đang đua ngọn rất là khỏe nhá. Đó, Chico đang đua ngọn rất là khỏe như này. Là cây này em đang xuất là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi một cây nhá. 2 triệu rưỡi một cây Chico. Rất là đẹp như này đây ạ. Có cây này nó đang đua ngọn này. Em vật được lá này, em tuốt được lá thì nó đang đua ngọn. Còn các cái cây này thì em vẫn chưa tuốt được lá của nó. Nhưng mà cái cây của nó cũng rất là ok nhá. Còn đây là các cái cây giống nhỏ này. Các cái cây giống hồng xiêm khổng lồ nhỏ nhá. Các cái cây giống hồng xiêm nhỏ khổng lồ nhỏ này thì em đang bán là 750.000 một cây. 750.000 một cây nhá cô chú anh chị nhá. Rất là to. Đây, sẽ quay cho mình tiếp về cây hồng xiêm khổng lồ này. Cây hồng xiêm khổng lồ là cây hồng xiêm cụ luôn đấy ạ. Cây hồng xiêm khổng lồ cụ luôn. Tại vườn luôn nhá mọi người. Nó đang là cây mẹ của các cây khác này. Đang hoa rất là nhiều. Đang hoa rất là sai, cây rất là to. Ai có nhu cầu mà lấy cây to này là em bán luôn này. Nhưng mà cây to này sẽ rất là mắc. Rất rất đắt luôn nhá mọi người. Đó, cây chiết này. Cây chiết rất là nhiều. Đây. Đây nữa này. Nói chung là vườn em nhiều hồng xiêm khổng lồ lắm. Nó là một cây giống kinh tế cao đấy mọi người nhé. Không kén thời tiết đâu. Không kén thời tiết đâu. Nên là cô chú anh chị mình thoải mái trồng nhá. Thoải mái trồng đi ạ. Đây, Chico, rất là nhiều Chico nhá. Rất nhiều Chico. Đó, những cây nho 12 vụ này. Đây là các cái cây đang được chiết ra này. Cây hồng xiêm khổng lồ đang chiết ra. Các cái cây chiết như vậy này, thì nhà em cứ xuất là 2 triệu rưỡi một cành nhá. Đã vào chậu cho mình ổn định rồi thì mình về mình cứ trồng thôi. Đó, nho này, rất là nhiều nho. Có một cây ban dao. Cây ban dao rất là to. Em xin lỗi, không phải ban dao mà nó là đông dao nhá. Cây đông dao quả tròn nhá. Đó, đây là táo tàu đông dao quả tròn. Hoành gốc này rất là to, hoành trên 30.
Hành chân 30 ai lấy em để cho mình là 3 triệu rưỡi cây này nhá. Ai lấy em để cho mình là 3 triệu rưỡi một cây. 3 triệu rưỡi một cây cây nho vàng. Cây nho vàng này không được đẹp lắm thì sẽ không quay nhá. Đó, ai có nhu cầu lấy cây thì có thể liên hệ gọi điện cho em. Ở đây nhá, em có các cái cây nho 10 nho tứ quý cực kỳ khủng như vậy. Đó, mọi người nhìn nào. Cái hoành gốc của nó phải tầm 40. Ba mấy 40 luôn nhá. Ba mấy 40 có thừa luôn ạ. Ba mấy 40 có thừa, gốc rất là to khủng, quả từ gốc tới ngọn luôn. Cây cực kỳ già và lâu năm. Phải chiều cao của nó phải rơi vào tầm 4 mét. Tầm 4 mét nhá. Đó, ai có yêu cầu yêu thích các cái cây to như này thì có thể nhắn tin gọi điện cho em quay trực tiếp cho mình, em báo giá trực tiếp cho mình, giá yêu thương cực kỳ luôn ạ. Giá yêu thương cực kỳ nhá, chưa tới 20 triệu đâu. Chưa tới 20 triệu nhá. Đó, còn đây là những đây. Mọi người. Cây số 15 này. Đó, đế gốc này. Đế cực kỳ khủng luôn. Cái cây này hoành thì phải trên 30. Hoành trên 30, cây số 15 nhá. Này, đang quả từ gốc đến ngọn. Cây tứ quý nhá. Còn đây là cây nho thân gỗ, quả trái to, quả cực kỳ to, quả nó tròn và to như thế này này. Đợt này em không nó hết quả nên là chưa có quả. Để quay cho cô chú anh chị mình xem, nhưng nó là một cái dòng nho tứ quý. Nho nó gọi dạng như là cái nho, em quên mất nó là gì, là black gì ấy, mà em quên mất tên của nó rồi. Nhưng nó là cái loại mà quả đen to nhất, nó to như cái quả nho vàng của mình luôn. Đó, ôm đá, to như cái quả nho vàng của mình luôn nhá. Mà quả nó rất là to, cây rất là đẹp luôn nhá mọi người. Các cái cây này thì quá là khủng luôn đấy ạ. Đế rất là đẹp mà quả nó cực kỳ to luôn nhá mọi người nhá. Quả của nó cực kỳ to luôn. Nên là cô chú anh chị mình ai có nhu cầu lấy thì mình, các cái cây như thế này mà để biệt thự sân vườn thì quá là tuyệt vời luôn. Chậu của nó đã là chậu tách trà rồi nhá. Chậu tách trà rất là đẹp. Chậu tách trà rất là đẹp. Cây này này, hoành trên 40 luôn nhá mọi người. Nho tứ quý, quả cực kỳ to luôn. Các cái cây nó càng to thì cái quả của nó càng to nhá mọi người. Đó, ở đây có một cây đông dao nữa này. Em để cho ai lấy là 3 triệu rưỡi nhá. 3 triệu rưỡi, cây to khủng luôn. Đông dao 3 triệu rưỡi. Ai lấy thì inbox cho em. Cây này to khủng luôn này. Hoành trên 40. Hoành này hoành phải trên 40 nhá mọi người. Hoành gốc trên 40, 3 triệu rưỡi. Hôm nay em đi lấy hàng tiện là em sẽ quay luôn. Thì là cô chú anh chị mình gọi một cái là em sẽ gọi cây về. Gọi cây về luôn thì cái giá lúc nào ở vườn lúc mà em đi lấy hàng ấy cũng sẽ rẻ hơn. Được một ít nên là cô chú anh chị mình yên tâm nhá. Cái giá 3 triệu rưỡi này em đã bao ship cho mình về tận nhà rồi nhá. Giá đã bao ship rồi nên là cô chú anh chị mình cứ yên tâm nhá. Giá của nhà vườn Trang Yến lúc nào cũng là giá cạnh tranh. Giá rất là ok nhất trong chợ cây luôn. Đó, để em ra đây em xem có cây gì em quay tiếp cho mình. Quay tiếp cho mình nhá. À, đợt này em có về được thêm một ít tia pớt nhá. Ít táo tàu tia pớt nữa. Mà em lười em chưa vào nhặt đấy. Một tí nữa em sẽ nhặt. Nhặt đủ số cây để về phục vụ cô chú anh chị mình trong thời gian sắp tới nhá. Thì ai có nhu cầu mua cây giống thì mình liên hệ với em qua số 0967439699 hoặc là kết bạn Zalo với em. Em sẽ chụp ảnh trực tiếp cho mình để mình chọn được các cái cây ưng ý nhất nhá. Ở đây ở vườn này em đi lấy hàng ấy thì chỉ có nho nhiều thôi. Nho mấy cả em tiện em quay luôn cho mình hồng xiêm khổng lồ đồ các kiểu đấy. Thì vườn cây rất là nhiều các loại đó thì mình em sẽ quay kỹ như này. Thì cô chú anh chị mình ưng nhãn một cái là chụp ảnh gửi cho em luôn 2 triệu rưỡi. À 2 triệu 8 một cây, nho 12 bộ quá kinh khủng luôn, quá đẹp tuyệt vời như này. Thì chẳng có cứ gì mà mình không mua, mình lên mua. Mua lấy một cây quả vừa ăn ngon mà lại còn chơi phong thủy rất là tốt suốt ngày. Quả nó quanh năm nó có quả luôn. Lúc nào có cảm giác nhà mình rất là sung túc ạ. Rất là đẹp nhá. Đó. Rồi thôi em cũng đây em quay cho mình xem các cái cây nho. Nho black. Nho đen.
quả nho to như quả nho vàng, quả rất là to luôn, quả to cực kỳ mà hạt mọc. Đây là mọi người nhìn cái lá này là mọi người biết này, nó là một dòng nho mới nhá. Các cái cây nho rất là đẹp. Ở trong bình tách trà, cái hàng này hàng nhập trực tiếp Đài Loan nhá. Đó, em sẽ quay góc viết cho mình. Góc này rất là đẹp luôn. Đó, ai có nhu cầu lấy thì inbox gọi điện cho em nhé. Chúc mọi người xem kênh vui vẻ. Mọi người like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho nhà vườn Thương Yến em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.